Giữa scandal giật bồ, năm em tuyên bố gây sốc, tôi chỉ xem Quốc Bảo là chị em bạn gì. Trước đó, chính năm em thừa nhận đã cắt đứt quan hệ với Quốc Bảo, nhưng lần này người đẹp Tiền Giang lại phủ nhận chuyện từng có tình cảm trai gái với nam VJ. Những ngày qua, năm em vướng ồn ào người thứ ba, cụ thể thành viên nhóm nhạc nữ Gemini Bảo Trân. Đăng đàn chỉ đích danh Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 là người phá hoại gia đình mình. Và người đàn ông trong chuyện tình ngang trái chính là VJ Quốc Bảo, một thời gian được năm em úp mở chuyện hẹn hò. Người đẹp Tiền Giang một lần nữa rơi vào vòng xoáy thị phi. Cô phải nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng khi chen ngang vào hạnh phúc người khác. Trước búa rìu dư luận, năm em nhiều lần lên tiếng để chứng minh mình trong sạch. Ở diễn xuất mới nhất, vào tối 14 tháng 1, Hoa Khôi phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Quốc Bảo và cho biết chỉ xem nam VJ là chị em bạn gì. Tôi chỉ xem bạn Bảo như chị em bạn gì thì làm gì có mấy chuyện tào lao này vậy nhỉ? Tôi gọi bạn ấy là cô gái bé bỏng, mọi người không đọc à, sao không phân biệt được đúng sai vậy, yêu đương gì tầm này, năm em quả quyết. Hoa Khôi phủ nhận tình cảm trai gái với Quốc Bảo, cho biết chỉ xem người đàn ông này như chị em. Tuy nhiên, dòng trạng thái của năm em lại khá mâu thuẫn với bài đăng trước đó ít ngày của cô. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 1, sự việc đang căng thẳng trên khắp các diễn đàn, thì Hoa Khôi đưa ra lời giải thích trên trang cá nhân. Cô thừa nhận từng có thời gian tìm hiểu Quốc Bảo, nhưng khẳng định đã cắt đứt từ lâu. Vì biết được nhiều chuyện không tốt từ nam VJ. Trong một thời gian ngắn, Hoa Khôi đưa ra hai giải thích hoàn toàn trái ngược khiến dư luận hoang mang. Ủa sao hôm trước chị Bảo chia tay chấm dứt các kiểu, hôm nay lại bảo là chị em bạn gì? Hôm trước còn lên báo nói yêu nhau, giờ quay sang kêu chị em bạn gì? Đối lập vậy chị? Hôm trước vừa bảo chia tay, hôm nay thì bảo coi chị em là sao? Dân mạng bày tỏ sự khó hiểu. Trước đó vào chiều ngày 13 tháng 1, năm em tuyên bố khởi kiện Bảo Trân vì hành vi vu khống. Hoa Khôi đồng bằng sau Cửu Long 2015 viết: tôi xin phép được đâm đơn kiện vụ này, tôi không im lặng được nữa. Vừa lợi dụng mà còn vừa vu khống, ai mà nhịn cho nổi. Thử hỏi mọi người ở trong vị trí của tôi, chơi khô máu luôn, tôi hiền quá nhiều rồi, không hiền nữa. Giữa tháng 9 2019, năm em đăng hình tình cảm với Quốc Bảo và gọi là cô gái bé bỏng.